6 năm 2019, Vĩnh Tường Ánh Kim ra mắt dòng sản phẩm tắm trang trí duy nhất trên thị trường sở hữu 3 tính năng đẹp, mát, bền màu nhờ thiết kế 3 lớp cộng hưởng, lõi nền tắm xi măng siêu bền, công nghệ dán màng bạc chống nóng độc quyền. Sau hơn 1 năm, Vĩnh Tường Ánh Kim tạo ra làn sóng thu hút quan tâm chủ nhà và thổ thở với hơn 1.000 thợ thi công chuyên nghiệp tinh chọn, hơn 70.000 căn nhà lắp Vĩnh Tường Ánh Kim, 100% chủ nhà hài lòng về sản phẩm. Để Vĩnh Tường Ánh Kim đạt được một mốc ấn tượng, Vĩnh Tường xin trân trọng cảm ơn và vinh danh đại sứ Vĩnh Tường Ánh Kim, cửa hàng Toàn Gia, một trong những đại sứ đồng hành cùng Vĩnh Tường Ánh Kim tại thời điểm đầu ra mắt và trở thành top 10 điểm bán Vĩnh Tường Ánh Kim tại Cao Nguyên. Cửa hàng luôn đảm bảo về nguồn hàng cung ứng cũng như đủ mẫu mã để phục vụ nhu cầu sản phẩm của khách hàng tại khu vực.